quay trở lại kênh với Phú. Hôm nay thì trân trọng giới thiệu đến quý vị anh chị của chú một số mã cái đồng hồ. Thì trước mặt quý vị anh chị của chú đây là hai cái đồng hồ Orient và một cái đồng hồ Seiko 5 Sport. Đồng thời cùng với đấy là mấy lọ quý vị có thể thấy được hình của mấy con hàu đang nằm phơi mình đây. Thì quý vị có thể biết được ở đây là một số cái loại thuốc bổ thận tráng dương, bổ dương tráng thận cho một số anh em có đặt đồ của em ở Việt Nam. Thì đây là loại con hàu, đây là thuộc loại thuốc được phổ thông mà bán, có thể nói là một trong những loại bổ thận tráng dương Nhật Bản mà được nhiều người sử dụng nhất. Nó là một sản phẩm phổ thông có giá phổ thông, dễ tiếp cận đối tượng khách hàng. Date thì đến tận 2024 nha quý vị nha. Quý vị có thể mua một lúc 3 đến 5 lọ này uống thì quý vị có thể cảm nhận được cái sự khác biệt. Đây là cái hàu này thì được bắt ở cái bờ biển Hiroshima này. Thì đây là một lọ này 120 viên, uống 30 ngày, một ngày 4 viên nha quý vị nha. Quý vị uống 2 đến 3 lọ này thì có thể thấy được sự khác biệt. Và đầu tiếp theo thì Việt Phú cũng xin nhắc lại là cái Zalo của Việt Phú là đầu số Nhật Bản, vì em đang sinh sống ở Nhật thì làm việc tại Nhật, thì số điện thoại của em là số điện thoại Nhật Bản cộng 81 và số là 0806817 3970, số điện thoại em dùng duy nhất Zalo này thôi. Và khi quý vị tìm Zalo thì nhớ chú ý là tìm vào số điện thoại của Nhật Bản nha quý vị nhé, cộng 81, ở Việt Nam mình nó là cộng 84. Quý vị để cộng 84 và tìm số điện thoại này thì nó sẽ không ra. Vì vậy quý vị lưu ý tìm đến số điện thoại cộng 81. Hôm nay thì em xin giới thiệu về cái sản phẩm của Seiko 5 này trước, còn cái sản phẩm Orient thì em sẽ giới thiệu ở cái video sau. Đây là cái sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay nha quý vị nhé. Đây là một sản phẩm Seiko 5 Sport có rất là đẹp, khá là hầm hố, cũng có rất là nhiều khách hỏi về sản phẩm này. Và đây là một khách ở thành phố Hồ Chí Minh có đặt em cái sản phẩm này. Đây là một cái sản phẩm Seiko 5 SRPC 51G1 nha quý vị nhé. 51G1, em xin nhắc lại là SRPC 51G1 nha quý vị. Sản phẩm này thì là quý vị có thể thấy được là Sport Made in Japan ở trên cái tem. Một số anh, không phải một số anh mà có một vài anh có vào bình luận trong cái kênh của em là hàng Trung Quốc. Trung Quốc, quý vị có thể thấy được là trong cái sản phẩm này nó có ghi Made in Japan ở phía trong lòng đồng hồ, phía sau này cũng là Made in Japan, cái tem Made in Japan. Thế thì là Trung Quốc cái kiểu gì em không rõ là cái anh ấy có quan điểm hàng Trung Quốc là hàng như thế nào. Thì đây là cái sản phẩm SRPC 51G1 của Made in Japan. Cái sản phẩm này có trọng lượng 182 gram nha quý vị nhé, rất là nhẹ, có thể đeo lên tay một cách thoải mái. Và cái kích thước của nó thì em xin đo để quý vị có thể biết là cái mặt ngoài, cái đường kính ngoài của nó 45mm, nghĩa là 45 x 45, và cái độ dày của nó là 13mm nha quý vị nhé, độ thông số niêm yết. Còn cái mặt trong này thì nó rơi vào tầm 40mm gì đó, 43, và cái lòng trong thì nó rơi vào tầm 33 gì đó. Đấy, thì trên cái bề mặt của cái sản phẩm này thì các cái đá dính ở cái giờ và cái kim giờ phút giây đều có phản quang và hỗ trợ xem giờ vào ban đêm rất là tiện lợi. Ở trên cái đường kính tròn này thì có các cái số 10, 20, 30, 40, 50. Đấy, thì cái kim của nó thì nó là cái kiểu theo kiểu cái mũi tên này rất là to. Trên này thì có logo là Seiko 5 Sport. Và cái bản này là sản xuất Made in Japan nha quý vị nhé. Tuy nhiên cái sản phẩm này là sản xuất Made in Japan dành cho thị trường quốc tế, chứ không, cái bản này không phải dành cho thị trường nội địa. Tuy nhiên nó vẫn là Made in Japan, không có vấn đề gì cả. Vì thế nên là cái giờ phút giây, cái ngày tháng của cái sản phẩm này thì nó có hai cái ngôn ngữ thể hiển thị luôn. Đấy là một là của tiếng Anh ở cái phần ngày tháng, thứ hai nữa là cái có cả tiếng Ả Rập Xê Út hay là tiếng gì đây, Ả Rập hay là gì đây,
Thì ở cái phần ô ngày tháng nha quý vị nhá. Cái này là một cái sản phẩm máy automatic có hỗ trợ lên code bằng tay và tất nhiên là lên code tự động rồi, automatic lên code tự động và hỗ trợ đây. Cái phần quý vị có thể thấy được là ở cái phần ngày tháng có phần tiếng Anh và có thêm phần tiếng Ả Rập. Đấy thì cái độ chống nước của sản phẩm này là 100 m. Ở phía sau của nó thì vẫn ghi là vẫn có Seiko rồi, được làm bằng cái sản phẩm thép không gỉ này, stainless steel và water resistant 113, tương đương là 100 m. Thì có thể thấy được cái cơ của nó ở phía sau. Đấy. Rồi thì cái sản phẩm này được làm bằng thép không gỉ nha quý vị nhé. Ở đây thì có thông tin của sản phẩm ở trên cái tem đi kèm SRPC51G1. Đây là một sản phẩm water resistant 100 m và automatic handling welding, là nó đến có bằng tay nên có tự động. Thì của hãng Seiko. Seiko Non Sport nha quý vị. Sản phẩm này thì có giá niêm yết ở cái thị trường Nhật Bản là tương đương với tầm có nhiều cái shop niêm yết nhưng mà giá trung bình rơi vào tầm 5 triệu 6, chưa có bao gồm cước phí vận chuyển và thuế má, chưa nhập thuế. Tuy nhiên thì khi mà quý vị mua hàng bên em thì sản phẩm này về đến Việt Nam rơi vào tầm 5 triệu 1, đã bao gồm cước thuế thuế và phí vận chuyển về Việt Nam. Đấy thì hàng về Việt Nam thì quý vị sẽ thanh toán là cái mức giá là 5 triệu 1 và số tài khoản của em thì ở Việt Nam thì số tài khoản Việt Nam Agribank và Vietcombank, quý vị có thể thanh toán bằng tài khoản nào cũng được. Bên em thì áp dụng thanh toán trước hoặc là đặt cọc, chứ vì đợt trước có một số anh là đặt nhưng mà về Việt Nam không có nhận hàng nên là bên em không có áp dụng COD 100%. Quý anh chị có thể hết sức thông cảm giúp em. Đấy thì đây là cái sản phẩm này em giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú. Đi kèm với nó là cái phiếu bảo hành warranty. Cái này thì bảo hành 1 năm. Có trên này có ghi tem ngày mua. Ngày mua là ngày hôm nay 04/5/2021, SRPC 51G1 cho quý vị nhé. Đấy, ngày mỗi mua tức thì luôn. Và đây là cái sổ của Seiko, thông tin về cái các cái đồng hồ của nó. Đấy, có cái mã này 4R35, 4R36, 4R37, 38, 39 và 4R71. Đấy, thông tin các đời máy. Đấy, hướng dẫn sử dụng đến chắc sơn. Đấy, thì các cái thông số của nó, cái quyển sổ này rất là dày. Đối với cái đồng hồ này thì được cái đi kèm một quyển sổ rất là dày. Đấy, thì đây là cái sản phẩm Seiko Nam Sport SRPC51G1 Made in Japan, chống nước 100 m, có giá niêm yết là 5,1 năm về giá về Việt Nam 5,1 triệu đồng. Em xin giới thiệu đến quý vị anh chị cô chú ngày hôm nay. Em xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau. Ngoài ra thì quý vị có thể tham khảo các cái mẫu đồng hồ khác ở cái trang Facebook và Viết Phú Hàng Nhật Nội Địa của em có để link và ở dưới cái phần mô tả video thì quý vị có thể vào đấy để chọn các cái mẫu đồng hồ và giảm giá thường xuyên, em có cập nhật thường xuyên. Em xin hẹn gặp lại trong các video lần sau.